Dạo gần đây em nhận được rất nhiều câu hỏi về việc treo tranh thuận buồm theo hướng như nào cho đúng và treo theo hướng quay ra hay quay vào. Vậy trong video này em sẽ giải đáp cho các bác nhé. Thuận buồm xuôi gió chính là lời cầu nguyện mong ước luôn gặp may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, công việc và mong cho những ước nguyện hay mục tiêu đặt ra sẽ được như ý. Tranh thuận buồm xuôi gió với hình ảnh cánh buồm căng sức gió lướt trên mặt biển bao la, rộng lớn không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng mà còn giúp gia chủ kích thích đường tài lộc, mang đến nhiều điều may mắn. Lên treo tranh thuận buồm xuôi gió hướng mũi thuyền vào trong nhà với hàm ý đón tài lộc vào nhà. Đây cũng là lý do khi đi mua tranh các bác nên chọn mũi thuyền là quay sang trái hay quay sang phải để phù hợp với hướng nhà mình.